Tiếp theo sẽ tới mình. Hôm qua này mình tự gói. Chị cảm ơn em. Ê, đâu có được nói đâu. Để thôi. Nói giống như cục sà bông vậy. Giống như cục sà bông vậy. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Cái Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay hãy cùng tụi mình đón Giáng sinh ha. Lúc này thì mình tới hơi sớm, dù là phần tới sớm nhưng mà không có thích ngồi đợi nha. Tôi bị sốc quá mọi người. Hẹn 6 giờ là 6 giờ tới thiệt hả? Không thể tin được luôn. Nhóm sẽ có tiết mục làm Secret Santa. Mỗi người viết tên mình vào cái vòng quay random. Tới lượt ai quay trúng người nào thì sẽ tặng quà cho người đó. Nhân vật chính của ngày hôm nay, ta-da! Mấy bạn ngồi ghế thì có hay không cũng được nha. Cô ăn nói xà lơ, sao cô nói gì? Rồi bây giờ mình tặng quà nha. Em ơi. Rồi anh ta kìa anh ta. Rồi rồi chuẩn bị có tiểu phẩm rồi đó. Chị tặng em, ông lắm quà. Em Christmas. Lật rất nhanh luôn nha. Mời anh em lắc và đoán quà nha. ASMR, ASMR. Cái này em cũng không biết tên. Chị mới đi thi. Con thỏ của Jelica. Đang em ứng cái đó thì nó đắt tiền. Tao không có tiền mua đâu. Gấu bông hả? Ok, okay. Mời bạn khởi thử nha. Ồ, vậy là nó. Cái gì đây? Nó cái gì ta? Cái túi mà cây viết. Cái túi và cây viết nhé. Cái thư hướng Giáng sinh và chữ viết cũng đẹp. Nam bất. Đây là gì Christmas này gì? Đúng không? Thấy đẹp mà. Không để cái túi này Nam đi chú nuôi đi. Cũng đẹp mà. Ủa đẹp quá trời luôn. Wow. Giống tự xong cả. Wow, you so slay. Thank you chị. Ồ, không gì. Tiếp theo sẽ tới mình. Hôm qua này mình tự gói. Người mình tặng sẽ là chị Trinh. Trời ơi. Chị cảm ơn em. Cảm ơn em. Mời chị Trinh lắc lên nha và đoán xem. Tôi ngồi edit lại mà tôi cười khùng cái khúc này. Thôi đi, cầm hộp quà lên là tôi thấy biểu cảm chị sượng chân rồi. Mà tại vì con mới quay nên ráng diễn chứ gì. Dễ vỡ không? Có diễn cái dễ vỡ không? Không có được, không có được gợi ý, đâu có được nói đâu. Vậy để thôi. Nói giống như cục sà bông vậy. Có thật sự là sà bông không vậy ta? Trong tính toán của tôi hết. Không phải là sà bông. Nó lại không có cảm giác gì. Chắc là kết quả cuối cùng. Bóp chị bóp. Bây giờ cứ bóp nó cũng là cái hợp. Bây giờ sao ta? Bây giờ có thể đón chắc là cục sà bông. Tôi đầu tư. Trước đó một tuần, tôi giả bộ để lộ dụng ý là tôi sẽ mua cục xà bông lên group. Wow, cục xà bông. Chị nghĩ em như vậy sao? Chị nghĩ em như vậy hả? Em luôn như vậy. Chị nghi lắm. Tao có cảm giác mua tao hay mua cục xà bông á. Mày mua cục xà bông tặng chị đúng không? 12 cục như chị nói đúng không? Chị cảm ơn em nha. Rồi, chị chốt cục xà bông. Chị chốt cục xà bông phải không? Rồi, mời chị bóng, nha, mời chị khui à. Thôi hả? Ký tự nói á hả? Ký rồi. Trời ơi, nhìn xé mà tao đau lòng quá. Bây giờ là... chị quên giấc thân. Thấy chưa mà. Bài học rút ra ở đây là gì? Bạn muốn người ta tin bạn tặng họ cục xà bông thì bạn phải thực sự tặng họ cục xà bông. Tao nói cái thường hiệu của tao đi mua cục xà bông. Cái gì đây ạ? Step ra. Không hiểu.
Ủa lừa bé gái còn sao bự vô á. Không, nó có hai cục là tiết kiệm 16. Cảm nghĩ của chị. Trời mặt nó đi chị. Tiết 3 cục đúng không em? 3 cục tiết kiệm tối thiểu 16 ngàn đồng. Vẻ mặt của người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm nay. Khoan khoan khoan, chị sẽ buồn không? Chị thực sự sẽ buồn không? Không, chị rất vui thì chị hết sạch bóng tắm rồi chị cảm ơn. Vui dữ chưa? Thấy chưa, tao nói tao hay mua sạch bóng, tao nói là tao biết sạch bóng liền không? Giỡn. Hoang mang thiệt có mọi người, tôi không biết là chỉ diễn hay là chỉ vui thiệt nữa. Thôi, cái gì đây ạ? Một cú twist nhẹ. Ta-da, tôi gói tới 2 phần quà lận đó mọi người. Oh my god, đây mới là real. Cái này là em nhìn nữa, tại giờ em thấy cái biểu cảm cười sượng chân. Oh my god. Thấy chưa? Rõ ràng là thích món quà bự kia hơn mà, thấy chưa? Từ đầu đến đuôi chị vẫn đang diễn, chị vẫn đang lừa gạt tụi tôi mà, tôi biết mà. Chị trả sơ bông lại cho em, chị nói lại nha. Ký, yeah. Em chơi luôn với chị. Chị sẽ mở ra nha. Thật lòng nha. Cô ta cua qua mảnh bảo kìa. Cô ta Con sức còn một tí nó hồi gói quà đó. Cô ta háo hức. Wow. Good job. Oh. Cứ vui mừng đi, lần này sẽ là một lô xà bông cục. Oh, what's up? Một cái hộp gì đó. Cái hộp càng bự là giá trị càng nhỏ. Mở ra. Bây giờ chị lấy một ba cục xà bông. Xà bông nữa. Không, chơi sữa tắm theo kinh nghiệm mua sữa tắm của chị cũng không phải là như vậy. Chị chắc chắn luôn. Cái này. Trời ơi, sao mà chị tinh tế đâu. Có nhiều sữa tắm. Em cũng không thể nào. Rồi, xíu ta trả lại cái hộp cho mày. Vui lòng mày. Ai chị cắt hết. Đây là lít cười lại. Ơi chó là ngược bên. Rồi cái gì đây? Đây chữ nước đây. Không, cho dây nhé. Ờ. Chắc sang trả cho em nè. Nó mặc đỏ luôn. Luxury quá. Đây cái thợ em. Oh my god. Rồi em giữ cái thợ. Em thương mến gì chị nhưng mà em giữ lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ăn bóc tiếp nha. Ăn bóc tiếp. Lấy một cái bóc bạc của nó mà tốn biết bao nhiêu calo. Ít rồi. Một cái túi. Ồ. Rất hợp. Và là túi hóa rồi. Rồi đúng rồi đi nha. Trời ơi chị Trinh hổ cẩm. Rồi đi bán trang đó đúng rồi. Rồi chị rất là hài lòng. Yes. Ui. Mình cầm được lên không? Mình cầm lên là thấy đúng không? Mình sẽ lôi ra mà cảnh báo là nó hơi kỳ lạ. Cái gì vậy đó? Không sao, tấm lòng này được, quan trọng là ở bên trong phải giá trị. Ngoài trời ơi, nghe em cắn dứt liền cho mọi người. Present from Jasper. Chạy như đó thôi à. Ủa, đoán quà chưa? Chưa đoán quà mà. Ừ, phải đoán trước chứ. Thôi đoán quà. Ôi, thấy bự quá. Đoán được không? Đoán được chứ. Đảm bảo là mình kia sẽ không nhận được một kẹo. Hộp kẹo. Không. 3, 2, 1. Đáp án cuối cùng. Câu gì? Sổ đỏ. Trung tâm sổ đỏ. Cái luôn nha. Rồi. Xé đi, xé đi. Xé đi, xé giật mạnh lên. Ui. Dán mình như kiểu không muốn chồng mình xé. Xé về biển đau lòng không? Không. Không. Chị cảm thấy lo lắng và sợ là mình cứ sẽ không thích món quà này lắm. Chết. Mời biển vui. Đó. Ủa. Ủa. Mình về nhà mình mở. Không bá, sao được? Mày đừng có chơi cái trò đó. Gì vậy? Dữ quá. Tao. Camera gì ơi? Cái này có thể là cây thông đúng không? Không hề là cây thông. Rất là cũng dính tí à. Bỏ tới đây mà em cũng không biết luôn á. Cái gì vậy? Cùng với keo. Khoe quà đi. Và cái này mình thắc mắc cái mai nữa.
cái này sẽ là cái gắn vô cái ống kính xong rồi nó sẽ nó có nó gọi là fish eye, nó dùng như mèo đúng không, nó là một kiểu toàn cảnh nhưng mà theo cái hình cảnh trời đó. Ok có thể thêm filter vô cho cái máy của mình khi mình kẹp vô cái điện thoại luôn á. Mẫu quà mình tách một hồi hộp. Còn cái này á không sao không ý gì có bức thư you có thể show lên và có thể đọc luôn cũng được. Đọc đây, đọc ok, ông muốn đọc thì ông đọc, ông muốn show là giữ lên. Chị Trinh, mọi người muốn em đọc không? Đọc. Ủa? Em sẽ đem về nhà. Ok. Mày đọc lẹ đi. Ôi, chú nhìn mà. Không, không thể đọc. Chúc người nhận được quà này sẽ có một năm mới tốt đẹp. Mọi thứ trong cuộc sống sẽ ngày càng khởi sắc. Cảm động. Thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Merry Christmas. Cảm động. Nghe nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn nữa. Cảm ơn. Cái gì nó quá. Cái này thấy quen lắm. Quen quá. Khoan bây giờ nè, người được nhận quà cũng sẽ không biết món quà này là cái gì. Có thể gợi ý cho mình đâu. Mình rất là thích cho liền này. Ok. Give me. Tại vì khi mà chồng phụ okay, cái này ký chờ Tùng. Đúng, ngoại trừ món quà này ra thì mình cảm thấy cái này là mình hình dung được một buổi sáng của mình ký luôn. Ok. Làm YouTuber đúng không? YouTuber. Chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh clip rồi đó. Bắt đầu đặt cái laptop lên đây để cho nó tản nhiệt đó. Tại vì làm việc với laptop. Sau đó là rót một ly chào. Wow. Để đỡ buồn. Nó là một con chày. Sau đó là ví dụ như là cái ly trà, cái ly cà phê nóng đó. Hấp hơi lên mỏ mắt kính đúng không? Cái mình sẽ lấy ra, mình sẽ lao. Trời ơi mọi người, tôi ngồi edit lại video mà cái biểu cảm của tôi y chang trong clip luôn á. Bây giờ vẫn rất là ngạc nhiên về cái sự chu đáo của bạn tôi luôn á. Không nhỏ luôn, trời ơi. Trời ơi. Là quà tặng của mình là mình hình dung được một buổi sáng mình ký nó sẽ là như vậy. Còn riêng cái này á thì khi nào mình ký muốn kiểu ngoài cảnh mình kiểu như là có những cái khung ảnh nó lạ xíu á thì gắn lại vô. Nó sẽ là fix ảnh. Quốc Ân mãi mãi là một người bạn tuyệt vời. Nghĩ tới đó là một câu chuyện nha má. Tự nhiên suy nghĩ lại những cái cách hành xử của mình đối với bạn trong những năm qua. Đúng rồi đó, bạn cảm thấy hối lỗi đi. Quốc Ân thì là mình ký thích quà đúng không? Nên đảm bảo là mình ký không, đúng không? Ok. Nhưng mà đảm bảo là mình ký không thể nào lấy được một cục kẹo. Tại vì tự nhiên đựng như tới mấy món rồi. Không thể nào đoán được cái gì. Không đoán, tính ra là mình không đoán được món nào luôn á. Ê, mà cái này ta tưởng cái đánh chó. Không, em còn tưởng cái này sẽ là cái cây Noel. Tại vì hồi nãy thấy cái thông. Ờ, đúng rồi. Em còn tưởng cái cây này nó cây chơi đàn á, còn rõ đó. Rất vui vì được làm Secret Santa của ông. Wow. Em xin an lành, mãi luôn xinh tươi hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có và chuẩn bị một năm mới better và brighter. God bless you. Trời, tự nhiên Phật phù hộ tôi luôn. From your window. Giờ sẽ là món chính nha, món chính. Đây nãy giờ là chỉ là xét nghiệm, à giờ không rồi. Khai vị. Oh my god. Ủa kìa. Ngớ thương. Wow, em à lúc mà tao tưởng kêu chú Giang á ơi, thì tao tưởng cái chuyện tại hôm trước á. Ồ, cái hôm trước qua nhà Quốc Ân chơi á, xong cái Quốc Ân kiểu thích mấy cái nến á vậy. Đúng rồi, nến là bể cá của tôi là cá gặp nước là nến là bể cá của tôi. Thích chứ là đi nào, nên là oh my god, ok. Trời ơi, đồ quá trời luôn á, cảm ơn Dung nhiều nha. Không ha. Noel là tôi sẽ đốt banh chành nữa. Nghe hơi sợ nha má, sợ giùm nhà hàng xóm nha má. Trời ơi, chị Trinh nhờ. Nghiêm cấm, cho em không được bắt chước hành động này với mọi hình thức. Đây là nến thơm, không phải là dâu u. Natural. Nó thơm lắm luôn á. Đúng rồi, nhưng mà trời, nến thơm phải thơm chứ. Ngửi đi Tuần Lộc. Nó nói mày không ngửi được là coi chừng rồi mày bị cái gì rồi đó. Là tao cắt ly mày liền luôn. Không, nó hơi cái mùi cam cam đó. Đúng rồi. Cái mùi cam nhẹ. Cam nhẹ. Dạ, nhưng mà nó là, nói chung là rất là thơm.
cái mùa này kiểu là nó sẽ dễ chịu. Không được mò hả? Không được, tại quà bị lộ rồi. Quà bị lộ hả? Bây giờ đó thôi. Đáng đi. Ờ, mò đi. Thì mở gì? Trời. Phải mở xíu, đáng đi. Đó, quà mà... nghĩ là nha, thì đó là nha. Con sợ đi. Con còn không gì, lấy con đi. Đáng đi. Rất là thiết thực. Thiết thực. Dễ vỡ không? Để trang trí nè. Sử dụng được. Sử dụng được. Rồi bây giờ gợi ý vài câu hỏi đi. Sử dụng rất là ít. Rồi ít luôn. Học nữa, học mãi luôn. À, học biết. Bút. Đến đây đi mọi người. Bảy hợp đúng là chặt cái đầu. Là Santa chặt cái đầu. Là Santa chặt những quà mà áp lực nghe. Đã đến cuối cùng chưa? 4, 3, 2, 1, nhắm mắt lại đi. Rồi, nhắm mắt lại. Còn nhắm mắt lại cho mẹ. Nhắm lại đi, nhắm lại đi. Mắt này mất của mắt rồi, cái là cái mắt bùng lên. Mắt này nha. Rồi. Mắt đã có đủ không? Sờ đi. Sao sao chưa sao? Tiên chúc 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 là non lớn học giỏi dạ. Được 1.000 kiến thức cho cuộc sống rồi má con hơn người để đỡ đầu mẹ cha rồi tặng cho con chúc cho cái gì vậy? Tặng một phần quà diễn 80 cái tiểu phẩm. December. Cái là món quà mà Nam tự vẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ mình nhé. Ngồi lên đùi mẹ. Rồi, yeah. Hồi 90 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cho thi đậu lớp 12. Hoặc là lấy cuốn từ điển kêu em nói. Kiếp nạn có camera man. Sao dây nhợi không vậy má? Rồi xong tôi thấy cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ điển tiếng Anh. Không gì nói gì chữ gì vậy? Quái chữ luôn. Đặt không thử đặt. Quá. Về hơn nữa phía đâu có cái gì ở đây rồi xong rồi. Ủa cái đó là cái gì nhỏ mình vẫn chưa giấy biết. Giấy làm gì làm. Rồi không thành tài rồi em có cây viết em cho bạn nhé. Một trang vở một tương lai. Bây giờ ơi mình sẽ ra các bạn gì. Trời ơi nhìn cho con yêu quái rồi vậy. Tao nè. Rồi bây giờ mình chơi bắt thăm để mình trả lời đi Starbucks Premium của tháng 12 năm nay. Premium cộng. Người hỏi em. Nói chung là chị cũng trải qua nhiều khó khăn. Nói đứa cũng biết rồi ha. Chị em là một người kiểu rất là thích mới lạ. Sự đổi mới. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ thích đi tỉnh này xong rồi tỉnh kia chứ không phải là một chỗ đi qua. Em chỉ thiếu mỗi là nhiều tiền thôi. Dạ. Vậy em đang đi làm. Đi cầm đại dạng. Má này. Lên clip mà vẫn phải chửi. Má này người ta hay trả lời hay chừng. Mà bận đồ mà người đó cởi đồ thì em sẽ không chạy đến là đó là kiểu cáo bận kiểu. Nhưng mà trong đám đông đó nếu mà ai cũng cởi đồ họ bận đồ em sẽ để ý tới họ. Ví dụ bạn có nhiều tiền, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Wow. Em sẽ em sẽ làm gì đầu tiên? Em sẽ mua vàng cho mẹ em chẳng hạn. Em cho mình mua đồ cho. Em sẽ có thể là giải quyết những cái nhu cầu cái mong muốn của gia đình trước. Xong sau đó là em sẽ
đổi chỗ ở của em. Thế nếu hỏi là mình có thích tiền không á thì em sao? Sẽ trả lời là em sẽ thích tự do hơn. Nhưng mà cái tự do mà em muốn có á, nó sẽ có được nếu mà em có thật nhiều tiền. Sau khi trao quà xong thì tụi mình sẽ ngồi trò chuyện, tâm sự với nhau, xem mỗi người, cuộc sống của mọi người như thế nào, dự định của họ sẽ ra sao trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình nhé. Chúc mọi người có một buổi Giáng sinh thật là an lành. Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.